Dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống của mỗi người dân thành phố, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhận thấy thực tế đó, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã vận động cán bộ chiến sĩ cũng như là kêu gọi sự chung tay của các hội đoàn thể và những mạnh thường quân để có thể có thật nhiều những món quà thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ, trao tặng đến bà con địa phương. Ngay khi Công an phường Hòa Thọ Đông lên ý tưởng sẽ mua lại cá của các hộ giải tỏa lồng bè tại quận Sơn Trà về tặng lại cho bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của hội phụ nữ phường cũng như các mạnh thường quân trên địa bàn. Ai nấy đều tất bật vận chuyển, chuẩn bị từng phần cá tươi ngon để trao đến tận tay cho người dân. Anh em đi đến mùa nơi là thông báo, ví dụ là dịch là phải ở nhà an toàn, có gì là các anh em là tới giúp đỡ cho bà con, chẳng hạn như là khua sáng hay là gạo cơm mắm muối rau cá đồ, nói chung là đầy đủ hiện nay. Như hiện nay nè, mà bà con cũng nhiều người cũng chưa có công an việc làm, thất nghiệp đó, anh em đem cá tới cho đi về báo bà con ra nhận rồi đó. Không chỉ hỗ trợ những hộ dân đặc biệt khó khăn, hộ yếu thế sinh sống tại các khu vực chung cư, Công an phường còn chú trọng giúp đỡ các hộ đang thực hiện việc cách ly dịch bệnh COVID-19 tại khu dân cư, tổ dân phố. 400 kg cá tươi được gửi đến cho gần 200 hộ dân trên địa bàn đã cho thấy những nỗ lực quan tâm mà Công an phường và các mạnh thường quân hướng đến bà con nhân dân. Nhìn ai nấy vui vẻ khi nhận phần quà nhỏ cũng đủ khiến mỗi chiến sĩ Công an phường có thêm động lực vì nhân dân phục vụ. Thời gian đấy thì Công an phường tiếp tục kết nối các mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bà con khó khăn trong đợt dịch COVID-19, và Công an phường trên cơ sở là cơ quan thường trực tham mưu các trên lĩnh vực an ninh trật tự như đảm bảo công tác phòng chống dịch, sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra đảm bảo dịch, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để điều tra các dịch tễ cũng như là lồng các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo được tốt an ninh trật tự địa bàn phường. Có sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân mới cảm nhận hết sự khó khăn, chật vật của bà con khi phải mưu sinh trong mùa dịch bệnh. Chỉ bằng ít rau, ít gạo, ít cá, nhưng đó là cả tấm lòng mà những chiến sĩ Công an phường dành cho bà con nghèo. Hy vọng với sự quan tâm, chân tình ấy, bà con sẽ yên tâm cùng địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.